máy cho EC một cái cho. Ừ. Anh quay chiếc này nè. Đây, hôm nay mình xem chiếc Pro 42. Pro Boat 42. 42. 42 upgrade hệ thống cooling water. Cooling có hai đường ống mới upgrade lên. Cái này cho motor. Một ống cho AC. Một đường cho motor, một đường AC. AC đây. AC. AC em phải khoan một lỗ cho nó ra ngoài. Bây giờ mình khoan một lỗ cho nó. Khoan một lỗ cho nó cho được rồi thoát ra. Cái này mình khoan hả? Mình khoan. Oh. Cái này mình cũng khoan luôn nè. Còn cái này là có sẵn rồi hay là sẵn? Cái này là xưa nó chỉ có một ống mà đi hai cái, bây giờ mình cho hai ống hai cái cho nước nó vô nhiều, nó mau mát. Như vậy là một đường nước vô cho motor, một đường nước vô cho EXC, cái đi EXC. This light. Đây là mát cho motor. Và cái đường thứ hai để làm mát cho EXC. Và cái đường làm EXC thì mình thêm một cái đường thoát đi ra đây. Đi ra đây. Rồi, bây giờ mình mình dùng hai cục pin, một cục là 4000 mAh. Yeah. 4S. Dạ. Hai cục 8S. Rồi okay. Ok, bây giờ mình cho nó chạy ha. Bây giờ cho chạy nha. Quý vị đang coi Đặng AC Hobby là một cái kênh YouTube mới của anh Đặng. Anh cũng là một người real estate mà đam mê hobby. Cho nên bây giờ mình sẽ trình cho các bạn một chiếc Pro 42 upgrade hệ thống cooling water cho nó mát bớt chút. Bây giờ mình sẽ chạy cái chiếc này cho on lên. Bốn, năm, sáu, bảy, tám cái có nghĩa là 8S. Nó 8 cái bíp là 8S á. Ok. 6 bíp là 6S. Ok. Chạy ok. Chiếc này chạy rất là nhanh. Ok. Rồi, tốc độ nó có thể là 65 mile một giờ, có nghĩa là trên 100 cây số giờ. Nhưng nhiều khi mình mua là chỉ có một đường làm mát cho motor cái rồi. Thôi, cái này để không. Nó cho motor thôi. Ok. Mình chế. Ok. Mình chế thêm cho cái AC nó khỏi nóng. Giờ khi mình mua là người ta chỉ làm mát motor thôi. Mát cái motor với AC thôi. Luôn nó đi chung một line nhưng mà nó nước nó vô rất là ít. Mình chế thêm một line nữa thì nước cái ống nó bự hơn. Thì cái hệ thống thoát nước nó nhiều hơn. Rồi, cái hồ hôm nay là phạt làng đẹp đấy ha. Nước sạch á, không có gió ha. Ok. Ngắm quanh một vòng hồ, khung cảnh ở đây rất là đẹp, rất là thích hợp cho việc chơi tàu thuyền. Xin mời các bạn nhìn quanh. Một đằng xa là một sân vận động, rồi đến một cái công viên, một sân đá bóng, một cái parking lot, và quay trở lại cái hồ của chúng ta. Rồi, nào bây giờ là mình chuẩn bị để xem chiếc Blackjack 42 chạy nhé. Xem được có ráng không nha, xem được là mát có ráng đấy chồng. Thấy ráng không? Ra đàng hoàng không? Ra đó, hả? Ra quá trời luôn. Chạy nhanh không? Mình thấy được là mát đó. Đang chạy đi ra cả cái ống cả cái ống hai bên hông tàu á là được thoát, là được làm mát, được thoát ra đó.
42 Pro Boat là một chiếc tàu đua đó, có thể gọi đó là một chiếc tàu đua bởi vì tốc độ rất là cao, có lúc đồ đạt trên 65 dặm một giờ, tất nhiên là trên 100 km giờ luôn các bạn, chạy nhanh khủng khiếp lắm. Ở chiều dài của cái hồ đây á, rộng như là một sân đá banh, nhưng mà nó chạy từ đâu đây tới đâu kia đây thoáng là tới rồi. Blackjack 42 là một trong những chiếc mà racing boat, tức là tàu đua bán chạy nhất, nhiều lúc là chạy hàng luôn, mua phải là pre-order chứ không có thể mà có ngay được. Và hiện nay là phải nói là các bạn chế tàu á, ai cũng mơ ước được sở hữu cái chiếc pro boat này. Tôi biết các bạn nên mua ha, cái cục pin light bò hiệu China Hobby online. Nó là một cái brand light bò mới nhưng mà nó rất là tốt. Ok, rồi quý vị mua những cái loại khác thì nhiều khi nó ghi 5.000 nhưng mà thực chất nó có 3.000, chạy nó rất là ít phút. Cái này mình có thể mình chạy tới 5-10 phút. Ok. Đây là mình đang xài China Hobby light bò. Bây giờ còn chạy được nữa không? Hay là hết rồi? Ok. Xin chân thành cảm ơn các bạn theo dõi. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm, muốn có những cái thắc mắc về upgrade cái hệ thống cooling water, tức là cái hệ thống làm mát, thì xin inbox phía dưới hay là viết comment phía dưới, thì trong nhóm mình sẽ bằng những cái kiến thức kinh nghiệm hiểu biết và thực tế để mà trao đổi với các bạn, chia sẻ với các bạn. Một lần nữa xin các bạn vui lòng đăng ký kênh ủng hộ, chân thành cảm ơn rất nhiều. Mình dừng lại rồi mình bày với mọi loài khác được không?